Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món bánh bao được các bạn yêu cầu rất là nhiều. Thì đầu tiên mình chuẩn bị cái phần men nâu khô. Thì mình dùng là 3 muỗng cà phê lưng là 6 gram nha các bạn. Các bạn nhớ mình lượng ít thôi, lưng thôi là 2 gram mỗi một muỗng, thì mình dùng 3 muỗng. Rồi mình cho 3 muỗng vô trong cái chén nè. Mình sẽ cho một muỗng đường để mình kích cái men trước. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước, nước bình thường không cần nước ấm. Rồi mình lắc cho cái men và nước này nó hòa tan. Mình lắc vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ để đây 10 phút cho men nó nở. Sau 10 phút thì men bây giờ nó nở, nó nổi lên trên mặt nè các bạn. Men nở rồi thì mình chuẩn bị 500g bột. Bột thì mình dùng cái loại bột mì này của Hoa Ngọc Lan. Thì các bạn nếu không có bột mì này thì dùng cái bột mì đa dụng cũng được nữa nha. Tuy nhiên bột mì này thì sẽ làm cái vỏ bánh của mình nó trắng hơn. Mình dùng thêm một cái trứng gà và 100g đường cát trắng. Rồi các bạn dùng thêm cho mình bột nổi và dầu ăn. Trước tiên các bạn cho hết cái gói bột mì này vô đây. Mình sẽ cho vào đây men nở là 5g. Thì mỗi một muỗng dung vậy nè là 2,5g thì mình cho 2 muỗng. 2 muỗng cà phê và 100g đường là mình thấy cái vỏ bánh bao rất là ngọt ngon rồi. Chút xíu muối. Mình sẽ trộn đều cái phần bột đường và cái bột nở trước. Cái bột nở này á, các bạn nhớ mình phải lựa chọn đúng cái loại bột nở baking powder mới được nha. Nếu các bạn dùng cái loại baking soda là nó bị dàn bánh. Mình cho men vô chính giữa phần bột. Các bạn vét hết men luôn, nếu mà không vét hết là nó bị thiếu. Rồi mình sẽ trộn đều. Rồi mình sẽ cho vào đây 200ml sữa tươi. Sữa tươi thì các bạn dùng cái loại không đường hay có đường đều được. Mình trộn hết 200ml sữa tươi trước và một cái lòng trắng trứng nè, mình tách ra mình lấy nè các bạn, một cái lòng trắng và một miếng chanh. Chanh này thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê thôi. Chanh sẽ làm cho cái vỏ bánh của mình nó trắng, nếu không có thì các bạn có thể cho vài giọt giấm cũng được nữa. Và cái lòng trắng để tạo cái độ xốp và nở tốt hơn cho cái bột. Nếu các bạn không có thì thôi, không cho vô. Mình thấy bột hơi khô nên mình sẽ cho thêm 50ml nước nữa. Các bạn cũng có thể cho thêm 50ml sữa tươi. Thì tổng cộng cái lượng nước và sữa tươi mình cho vô đây là 250ml. Rồi mình trộn sơ, mình thấy nó quến lại một cục vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ để đây 5 phút để cho bột nó nở thì mình nhồi mới dễ. Sau 5 phút mình ủ nó lại. Thì bây giờ bột nó nở rồi các bạn. 20g dầu ăn. 20g này khoảng 2 muỗng canh dung. Rồi mình cho dầu ăn vô, mình sẽ nhồi. Mình nhồi cho cái phần dầu ăn này nó ngấm vô cái bột. Dầu ăn sẽ giúp cho bột của mình nó mềm bóng. Mình nhồi sơ qua, mà khi mà thấy dầu ăn của mình nó ngấm đều hết là được rồi nha các bạn. Nhồi khoảng chừng 3 phút. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra cái mâm để mình nhồi cho dễ nè. Khi mà dầu ăn nó ngấm vô hết rồi, mình sẽ cho ra cái mâm. Và các bạn nhồi mình gập bột lại và mình nhồi mình ấn xuống. Không cần phải chà sát, mình chỉ cần đè dẹp xuống vậy là được rồi nè. Mình nhồi vậy là để cho cái bánh bao của mình nó nở tốt hơn và cái da ở bên ngoài nó láng mịn hơn. Các bạn cũng không cần mạnh tay, mình cứ nhồi từ từ, mình đè rồi mình dỡ lên mình gập lại. Mình sẽ nhồi từ 10 cho đến 15 phút nha. Sau khi mình nhồi được 15 phút nè các bạn, mình nhồi làm sao mà mình thấy cái cục bột của mình nó nhão ra và nó có cái độ láng mịn nè. Và khi mà mình kéo nó không chả, nó không bị đứt bột. Đây, mình kéo nó có cái độ giãn không bị đứt bột và bột nó láng mịn.
mình sờ vào không dính tay. Rồi như vậy là được rồi nha các bạn. Đây là cái cách thử bột đạt hay không đó. Rồi mình sẽ cho nó trở lại trong cái thau. Lúc này cái bề mặt bột rất là láng mịn. Các bạn sẽ đậy khăn lại và mình ủ 45 phút. Nhiệt độ của mình hiện giờ là 30 độ đó. Trong lúc chờ ủ bột thì mình chuẩn bị 300g thịt. Thịt này thì mình dùng cái loại thịt vai heo á, hay là thịt nạc dăm á. Rồi mình dùng một cái củ sắn gọt vỏ 400g. Rửa thật là sạch. Rồi mình dùng thêm, đây là nấm mèo và nấm hương thì khoảng chừng 3 tay. Nấm hương có cũng được, không có cũng được. Và thêm hành nữa nha các bạn, hành củ á. Và đây là cái phần gốc ngò gí. Gốc ngò gí này á, là để cho cái nhân của mình nó thơm nè các bạn. Cái này á, là cái bí quyết á, để cho cái phần nhân nó thơm là phải dùng cái gốc ngò và hành lá. Mình dùng thêm trứng cút luộc lột vỏ ra. Rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi cắt cái phần nấm trước. Nấm mèo này các bạn ngâm nước cho nó nở ra khoảng chừng 15 phút. Mình sẽ cắt ra cho nó nhuyễn nhuyễn. Rồi cắt nhuyễn vậy là được rồi các bạn. Tiếp tục cái phần nữa, cái củ hành tây hay là hành trắng mình cũng sẽ băm nhỏ nhỏ luôn. Mình băm vậy thì vô cái nhân nó thơm. Và mình ăn nó cũng không có bị trúng cái hành nữa. Và mình dùng thêm cái lạp xưởng. Lạp xưởng này thì các bạn tùy thích, theo mình dùng một cây hoặc là hai cây gì cũng được. Thế đây mình dùng một cây thôi. Cái gốc ngò này mình sẽ đập dập dập cùng với hành lá. Rồi mình sẽ cắt nhuyễn. Các bạn băm cho thật là nhuyễn luôn. Rồi xong rồi, bây giờ mình qua tới cái phần củ sắn. Củ sắn này mình sẽ dùng cái cây bao giờ bào sợi này, mình bào cho nó ra sợi sợi cho nó nhanh. Bào xong thì mình dùng một cái khăn lưới, khăn giải mùng vậy đó các bạn. Mình sẽ dắt cái phần nước củ sắn này ra. Cái nếu mà các bạn không dắt ra thì cái nhân của mình nó ướt vô cái bánh bao nó bị nhão. Đây ra nhiều nước lắm. Ra dắt cho thật là khô rồi mình sẽ cho nó qua nha các bạn. Mình dắt cho nó khô thì vô cái nhân nó không bị nhão và nó ngon lắm. Rồi mình dắt xong rồi các bạn, ra được nhiều nước nè. Mình sẽ bỏ cái phần nước này. Rồi tới cái phần củ sắn này mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ một chút để mình vô cái nhân á, cho nó dễ dàng, nó không có bị lởm chởm á. Cắt hơi hơi ra thôi. Mình sẽ cho cái phần hành tỏi băm hồi nãy mình băm vô đây cùng một muỗng canh dầu. Mình xào cho nó thơm, rồi mình cho cái phần hành tây với cái nấm mèo vô mình xào. Mình xào vậy á, để cho cái hành của mình nó ra cái mùi thơm á, mình cho vô cái nhân nó mới ngon. Nếu các bạn không xào cũng được nữa, mình trộn trực tiếp vô thịt luôn cũng được. Và cái phần này á, mình chỉ xào cho thơm thôi, khỏi cần nêm, một chút nữa mình sẽ ớp sao. Rồi như vậy là được rồi. Bây giờ mình bắt đầu ớp cái phần nhân. Mình cho thịt vô trong cái củ sắn. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh đường. Cái nhân này phải ngọt ngọt thì mới ngon. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Đây là dầu hào thì mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào và 1 muỗng canh lưng thôi. Các bạn đừng cho nhiều quá. Chút xíu bột ngũ vị hương cho cái nhân nó thơm. Đây là rượu mai quế lộ, rượu ớt thì mình cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê thôi nha các bạn, đừng cho nhiều quá. Chút xíu tiêu xay. Cho hết toàn bộ cái phần hành và gốc ngò nãy vô nè các bạn. Mình sẽ cho cái phần củ hành và nấm mèo vô đây luôn. Rồi các bạn sẽ bóp. Mình bóp cho cái phần thịt và cái rau củ này nó trộn đều với nhau. Cái hỗn hợp này của mình là nó rất là vừa ăn. Và mình bóp cho nó đều để cho cái thịt, cái nhân của mình nó dai đó. Đây mình bóp xong hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình do cái phần nhân luôn. Các bạn múc khoảng chừng gấp đôi cái
cái lượng nhân gấp đôi cái trứng cút là được rồi, đừng có nhiều quá. Rồi mình vo tròn lại. Mỗi một viên nhân khoảng chừng một muỗng canh thôi. Đây cái phần bột nãy giờ mình ủ được 45 phút. Bây giờ bột nó đã nở gấp đôi rồi nè các bạn. Rất là láng mịn cái bề ngoài luôn. Mình xơm một lỗ. Đây, như vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy bột lên. Bột lúc này nó có cái dạng kéo sợi luôn á, là bột của mình đã nở tốt. Mình sẽ cho nó ra để mình nhồi sơ trở lại cho cái bột này nó mịn màng hơn. Các bạn có thể phủ một chút xíu bột khô và nhớ phủ một ít thôi, đừng phủ nhiều quá, bột của mình sẽ bị khô, cái bánh không ngon. Đây, bột lúc này rất là dẻo dai và nó có cái độ mềm. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột nha các bạn. Mình sẽ cắt cái cục bột này ra. Tùy các bạn ha, nếu thích cái bánh của mình nó lớn, nhiều bột thì mình chia 10 cục. Và thích nhỏ hơn có thể 12 cái bánh. Rồi mình đã chia xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy cái khăn lại để bột của mình nó không bị khô. Mình sẽ lấy cục nào thì mình đậy cái phần kia lại nha. Tại vì nếu bột khô á, là hồi nữa mình hấp ra cái bánh nó bị khô, nó không ngon. Và mình vo cho cái bột này nó tròn lại. Đây, các bạn nhìn thấy cái bề mặt rất là láng luôn không? Một hồi nữa thì mình làm cái bánh bao của mình nó láng. Mình sẽ cán dẹp nó ra. Đây, mình cán ở phía ngoài mép á các bạn, thì cho nó mỏng hơn cái phần ở trong chút. Rồi mình sẽ coi cái mặt nào láng thì mình để ở ngoài, mặt nào không láng thì mình cho vô trong. Rồi mình lấy cái cục nhân mình cho vô nè, gói nó lại. Cho thêm lạt xưởng xung quanh. Rồi mình sẽ cuốn cái phần bột này lại, mình xếp từng ly từng ly. Đây là một cách thứ nhất để gói cái bánh bao. Rồi mình nắm những, mình túm cái đầu nó lại. Mình gói cũng không được đẹp lắm, nhưng mà cái cách này thì nó nhanh. Và có cái cách thứ hai nữa. Rồi để vô miếng giấy. Rồi mình cán bột tiếp. Mình sẽ gói tiếp cái cách thứ hai. Các bạn cho nhân vô. Mình sẽ túm hình cái cánh hoa. Đầu tiên các bạn túm trước 4 cái cánh nè. Rồi mình sẽ ra được 4 cái cánh. Tiếp tục những cái cánh nhỏ mình túm nó lại. Cái kiểu này thì nó hơi lâu hơn, nhưng mà cái bánh bao của mình ra đẹp hơn. Rồi mình sẽ túm 8 cái cánh này lại với nhau. Đây, 8 cái cánh. Túm những cái đầu nó lại và các bạn kéo nó lên. Kéo lên cao thì cái bánh bao của mình nó sẽ cao hơn á. Rồi túm nó lại. Rồi mình làm được 2 cái rồi nè các bạn. Rồi mình để đây mình ủ. Mình làm cái nào thì mình đậy nắp lại mình ủ cái đó. Sau khi mình làm xong thì cái đợt bánh đầu tiên là mình ủ được 15 phút và mình sờ tay vào thấy nó mềm mềm. Đủ 15 phút là các bạn đậy nắp lại mình đem đi hấp. Và mình sẽ bắt trước cái nồi nước sôi cho bánh vô hấp. Mình sẽ hấp với lửa trên trung bình 15 phút. Sau 15 phút, các bạn đừng có để lửa lớn quá mà cũng đừng có để lửa nhỏ, mình để trên trung bình thôi. Wow, cái bánh của mình trắng tươi, nở bung luôn nè các bạn. Nhìn hấp dẫn quá trời luôn, thơm quá trời thơm luôn. Trắng quá trời luôn ha, cái bề mặt thì nó láng mịn nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc nó và mình lấy ra liền. Các bạn đừng có để lâu, nó sẽ đọng nước ở dưới cái dĩ hấp nha. Mình lấy ra mình hấp tiếp cái dĩ thứ hai. Hồi nãy mình gom lại mình làm được 11 cái rồi các bạn. Rồi đậy lại mình hấp tiếp cho chín 15 phút nữa nha. Rồi mình đã hấp xong nè các bạn, hai nồi hấp bánh bao. Cái bánh của mình nở nè, nở bung và nó trắng tươi luôn. Cái vỏ ngoài trắng nè và láng mịn. Mình cầm lên cái bánh mình cảm nhận được cái độ mềm xốp của bánh.
tay, rất là xốp và mềm luôn. Bánh có độ đàn hồi rất là tốt. Rồi mình sẽ bẻ nó ra. Đây, bên trong bột nở xốp nè các bạn. Nở rất là ngon ha. Xốp và trắng tươi luôn. Ngon quá trời luôn nè. Còn cái vỏ ngoài á, thì nó láng và nó mình tháo ra rất là dễ. Còn cái bánh của mình ăn rất là ngon, thơm. Cái nhưng rất là thơm, cái bột thì thơm mùi sữa tươi. Và có cái vị rất là đậm đà, ngọt ngọt, thơm thơm. Rồi qua video bánh bao này mình chúc các bạn có ngay một cái món bánh bao ăn thật là ngon. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Giúp mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ video của mình. Xin chào.